Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Không ký mới các hợp đồng cho thuê đất quốc phòng tại sân bay Tân Sơn Nhất. Lần đầu tiên ASEAN cung cấp hàng cứu trợ cho đồng bào chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh, nữ hành khách bị bắt vì vận chuyển ma túy hộ người tình ngoại quốc. Thận trọng để tránh mua nhầm sách giáo khoa in lậu. Mở đầu chương trình sẽ là thông tin liên quan đến việc sử dụng đất quốc phòng quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng yêu cầu các doanh nghiệp trực thuộc kiểm tra, báo cáo lại mục đích sử dụng đất quốc phòng, đồng thời chủ trương không được ký kết mới các hợp đồng cho thuê trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất để tập trung quy hoạch lại. Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị Quản lý sử dụng đất quốc phòng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất do Bộ Quốc phòng tổ chức. Tại hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, đất quốc phòng nói chung, đất tại sân bay Tân Sơn Nhất nói riêng có diện tích tương đối lớn, khoảng 1.060 hectare. Trong đó, đất quốc phòng đang quản lý là gần 400 hectare, đất hàng không dân dụng quản lý khoảng 107 hectare, đất dùng chung là gần 465 hectare, nhưng chưa được quy hoạch, xen kẽ nhiều đơn vị, khiến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. Về phương án sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động kinh tế tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Thượng tướng Trần Đơn khẳng định, Thường vụ Quân ủy Trung ương thống nhất chủ trương đồng ý cho tiếp tục thực hiện các phương án đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt. Song phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng quy hoạch và các quy định của Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị là tuyệt đối không được ký kết mới các hợp đồng cho thuê nhà đất kho bãi trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Chúng ta tập trung giải quyết cái tồn tại và không được mở mới cái này, nghĩa là chấm hết cái việc liên danh liên kết những cái việc mà này kia nọ trong cái vụ khu vực sân bay Tân Sơn Nhất để tập trung cho cái quy hoạch lại. Đây là một cái ý rất là quyết tâm cao của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Trước mắt, lãnh đạo Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp Ủy ban nhân dân quận Tân Bình thực hiện ngay việc giải tỏa 50 kiosk và 3 cây xăng trên đường Trường Chinh tiếp giáp sân bay Tân Sơn Nhất đều của đơn vị quân đội. Giao toàn bộ đất cho quận Tân Bình trồng cây xanh, tạo không gian thoáng đãng cho trục đường Trường Chinh. Thưa quý vị, để góp phần chung tay giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc sau đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, Trung tâm Điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo thiên tai, còn gọi tắt là AHA, đã xuất hơn 30 tấn hàng cứu trợ và lượng hàng này đã về đến Hà Nội. Đây là lần đầu tiên ASEAN hỗ trợ thiên tai đối với Việt Nam. 30 tấn hàng cứu trợ của ASEAN với Việt Nam gồm 600 bộ dụng cụ gia đình, 3.000 bộ vệ sinh cá nhân, 600 bộ dụng cụ nhà bếp, một bộ nhà bạc chứa hàng lưu động, một máy phát điện 16 kV/A, 300 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa với giá trị tương đương 230.000 đô la. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã và đang khẩn trương làm việc với các cơ quan ban ngành liên quan, tạo điều kiện tối đa để hàng cứu trợ có thể đến tay người dân vùng thiên tai trong thời gian sớm nhất. Đây là hành động chứng tỏ sự đoàn kết trong ASEAN. Điều này chứng tỏ rằng khi ASEAN đã được 50 năm tuổi thì cộng đồng chúng ta ngày càng vững mạnh. Các nước thành viên khi gặp bất kỳ thảm họa thiên tai nào cũng sẽ nhận được sự trợ giúp của cộng đồng. Ngay sau khi về tới Hà Nội, ngay lập tức số hàng hóa cứu trợ sẽ được vận chuyển ngay đến các tỉnh miền Bắc như Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Nghệ An. Tiếp theo là thông tin về y tế. Thưa quý vị, Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa cấp cứu thành công một trường hợp hóc răng giả đường thở, bỏ quên gần 2 năm dẫn đến ngạt thở suýt tử vong. Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh vừa điều trị một trường hợp rất hy hữu. Bệnh nhân nam 39 tuổi ngụ tại quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh đến bệnh viện khi gần đây thường xuyên mệt và khó thở khi làm việc nặng và khi nằm đêm thường phải ngồi dậy để thở, có lúc khàn tiếng rất nặng. Khai thác bệnh sử cho thấy, tháng 10 năm 2015, bệnh nhân gặp tai nạn giao thông, chấn thương vùng cổ, mất ba răng giả. Qua nội soi và chụp CT, dị vật được lấy ra là một mảng nhựa hình tam giác cong có kích thước 2x4cm, được xác định là phần nướu của ba chiếc răng giả trước đây, đã nằm tại đường thở gần 2 năm nay. Theo các bác sĩ, trường hợp này nếu để dị vật lâu ngày sẽ ngày càng làm hẹp đường thở, bệnh nhân có thể đột tử. Thưa quý vị, mới đây, lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã được nâng lên 1.300.000 đồng một tháng, tăng 7% so với mức cũ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc tăng lương cho công chức như hiện nay chỉ là giải pháp tình thế, bởi thực chất với mức lương tăng 90.000 đồng một tháng thì tiền lương thực nhận vẫn rất thấp. Thậm chí lương của một cử nhân mới ra trường làm việc trong cơ quan nhà nước còn thấp hơn một lao động phổ thông được doanh nghiệp chi trả.
việc chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.210.000 đồng một tháng lên 1.300.000 đồng kể từ ngày 1 tháng 7 vừa qua là tín hiệu vui cho hơn 6 triệu cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, với tình hình giá cả leo thang từng ngày như hiện nay, mức lương này vẫn khó có thể đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên là vẫn là thấp so với nhu cầu cuộc sống của cán bộ, công nhân viên, thì rất mong là sẽ có chính phủ sẽ xem xét và sẽ có thêm nhiều tăng lương để phù hợp với cái cuộc sống của cán bộ, công nhân viên hiện tại. Nhiều ý kiến cũng cho rằng dù lương cơ sở đã được điều chỉnh tăng lên 7%, nhưng mức tăng vẫn có tính chất nhỏ giọt, bởi kể từ năm 1995 đến nay, trải qua 15 lần điều chỉnh, lương công chức mới tăng từ 120.000 đồng lên 1.300.000 đồng. Lương công chức hiện vẫn ở mức thấp, chỉ dao động trung bình từ 4.500.000 đồng đến 5 triệu đồng một tháng. Mà cái quan trọng hơn cả là cái tiền lương không ra tiền lương thì cái hoạt động của cái bộ máy nó sẽ không thể nào mà tránh bỏ đi, có thể dẹp đi những cái vấn đề phiền nhiễu tiêu cực. Với mức lương hiện tại vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu sống của cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, việc tăng lương cơ sở cho đối tượng này sẽ tạo nên gánh nặng rất lớn cho ngân sách. Vì vậy, giải pháp để nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức không phải đơn thuần là tăng lương, mà cần tinh giản biên chế, sắp xếp lại vị trí việc làm cũng như bộ máy cho phù hợp, từ đó nâng cao trách nhiệm, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Chuyển sang các thông tin dân sinh đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hiện nay các đơn vị và địa phương liên quan đang tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng 11 nút giao thông kết nối khu vực sân bay Nha Trang tại Khánh Hòa. Ở dự án trọng điểm này, tuy tỉnh Khánh Hòa có nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, nhưng người dân vẫn còn nhiều băn khoăn trong việc đền bù, tái định cư khi thực hiện giải tỏa. Khu vực phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, nút giao thông 14 được xem là khu đất vàng của thành phố. Theo Ủy ban nhân dân phường Tân Lập, có 41 trường hợp bị ảnh hưởng. Hiện nay đã có 29 trường hợp cho kiểm kê khối lượng, còn 12 trường hợp chưa có kiểm kê. Cơ quan chức năng phường đã nhiều lần tổ chức vận động, tuy nhiên số hộ này chưa đồng ý vì còn nhiều băn khoăn về mức giải quyết đền bù và việc tái định cư sẽ gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh và học hành của con cái. Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh cho biết, ở dự án này, tỉnh đã có những chính sách rất ưu đãi đối với công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư. Cùng với việc tăng mức giá đền bù, thì chính sách tái định cư cho các hộ bị giải tỏa cũng được quan tâm. Theo đó, các hộ bị giải tỏa được bố trí tái định cư ngay trong sân bay Nha Trang với cơ sở hạ tầng đô thị đồng bộ. Trung tâm đã tiếp nhận 64 đơn kiến nghị của người dân, đã có văn bản trả lời 48 đơn, còn lại đang giải quyết. Nội dung chủ yếu đề nghị xem xét điều chỉnh quy hoạch, giá đền bù chưa rõ ràng, giá đất tái định cư, mức giá bồi thường về đất. Thưa quý vị, tỉnh Quảng Nam hiện có trên 400 tàu thuyền có công suất lớn thường xuyên hoạt động dài ngày ở ngư trường xa bờ. Để tiếp sức cho ngư dân, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 48/2010/QĐ-TTG nhằm hỗ trợ một phần tiền dầu trong quá trình vươn khơi bám biển. Tuy nhiên, trong thực tế, ngư dân vẫn còn nhiều khó khăn trong việc thực hiện các tin nhắn để nhận nguồn kinh phí hỗ trợ này. Đây là máy liên lạc sóng HF tầm xa có tích hợp GPS ký hiệu VX1700 được lắp trên tàu của cư dân ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Để được hưởng tiền hỗ trợ dầu, mỗi chuyến ra khơi bám biển dài ngày, cư dân phải có ít nhất 7 tin nhắn về tổng đài đặt tại chi cục thủy sản có trụ sở tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều cư dân, việc thực hiện chỉ tiêu 7 tin nhắn trong thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn. Khi nhắn tin đều nhận được âm thanh cắt quãng và sóng chèn lẫn nhau. Có trường hợp thiết bị nhắn tin trên tàu thông báo đã gửi được tin nhắn về tổng đài, nhưng khi đối chiếu thì tổng đài không xác nhận tin nhắn cư dân đã gửi. Mà bây giờ là coi như Nam đây á là cái lượng tàu quá đông. Cho nên quá tệ. Thành ra cái nhắn tin của bà con ở xa bờ là cũng hơi khó khăn xí. Là nhắn nhiều khi là thức đêm thức hôm đó mà cũng không vô tin được. Rồi một chuyến biển có khi là một hơi tin mấy. Mà bả tấm tin mà một hơi tin là có khả năng là coi như chuyến biển nó mất. Cư dân rất mong muốn ngành thủy sản tỉnh Quảng Nam cần sớm sắp xếp lại quy trình vận hành, tiếp nhận và xử lý thông tin để việc nhắn tin về tổng đài được thuận lợi hơn, để cư dân yên tâm vươn khơi bám biển dài ngày. Thưa quý vị, thời gian gần đây trên tuyến đường biển nằm ngay trung tâm thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, gần chục cây dương, biểu tượng của bãi biển nằm trên vỉa hè có dấu hiệu khô cành, nhiều cây còn bị chết khô hoàn toàn. Ghi nhận tại đường Lê Lợi đối diện công viên biển Đồi Dương. Đây là tuyến đường trung tâm nối ra bãi biển nhưng lại có gần chục cây dương bị chết khô, khiến nhiều du khách bất ngờ. Cây chết nằm sát nhau, thân và cành đều bị khô héo. Chính vì thế, bóng mát trên vỉa hè cũng không còn. Rất nhiều du khách muốn đi tản bộ đều tỏ ra ngại cùng do trời quá nắng, thiếu mảng xanh.
Bên cạnh đó, nhiều cây khác cũng đang có dấu hiệu dần khô cành. Không chỉ giúp tạo bản xanh cho thành phố mà hơn hết, đối với Phan Thiết, cây dương là một trong những biểu tượng cho vùng biển này. Vì vậy, ngành du lịch địa phương cùng các cơ quan chức năng cần có sự quan tâm tìm ra nguyên nhân và khắc phục tình trạng trên để bảo vệ mỹ quan thành phố. Trang Business Insider vừa công bố những địa điểm du lịch mà du khách chỉ mất 20 đô chi phí một ngày, trong đó có Việt Nam. Theo trang Business Insider, Việt Nam là một đất nước có nhiều danh lam thắng cảnh và chi phí du lịch vô cùng tiết kiệm. Từ thủ đô Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, có rất nhiều địa điểm ăn uống và vui chơi tuyệt vời mà khách du lịch chỉ mất khoảng 20 đô la một ngày. Các nhà nghỉ ở Việt Nam cũng thường có giá 3 đô la trở lên một đêm. Ngoài Việt Nam, trong danh sách những nơi vừa đẹp vừa có chi phí du lịch thuộc loại rẻ và đẹp nhất thế giới, còn có các quốc gia Thái Lan, Campuchia, Ba Lan, Hy Lạp và Trung Quốc. Tiếp theo chương trình là phần an ninh trật tự. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 8, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ một nữ hành khách ngay khi đáp chuyến bay từ Brazil đến thành phố Hồ Chí Minh với tội danh vận chuyển trái phép ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Kiểm tra hành lý của nghi phạm nữ quốc tịch Việt Nam trên chuyến bay từ Brazil đến Việt Nam tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cơ quan chức năng đã phát hiện 4 gói cocaine được cất giấu tinh vi trong quần áo, mỹ phẩm, giày dép và đồ dùng cá nhân. Nghi phạm khai nhận có quen biết và quan hệ tình cảm với một đối tượng người Nigeria thông qua mạng xã hội và được đối tượng này mua vé máy bay đưa sang Brazil chơi. Khi về nước, đối tượng trên nhờ mang quà về cho người thân tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, về đến sân bay Tân Sơn Nhất thì nữ nghi phạm bị lực lượng hải quan phát hiện mang ma túy và bắt giữ. Theo cơ quan chức năng, vụ việc trên là hồi chuông cảnh báo về tình trạng phụ nữ dễ bị các đối tượng buôn ma túy dụ dỗ, lôi kéo, lừa gạt bằng thủ đoạn là lên mạng làm quen, tìm bạn hoặc ngỏ ý hợp tác làm ăn để vận chuyển trái phép các chất ma túy. Cũng trong ngày 8 tháng 8, đội quản lý thị trường 2A thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu C74 đã tiến hành xử lý lô hàng điện tử đã qua sử dụng được liệt vào danh mục cấm nhập. Lô hàng gồm hàng trăm thiết bị điện tử này đã bị cơ quan chức năng bắt giữ sau khi đột kích một kho hàng vào khuya ngày trước đó. Theo thống kê từ cơ quan chức năng, lô hàng trên gồm tổng cộng hơn 400 bộ máy lạnh và khoảng 100 máy giặt mang các thương hiệu nội địa Nhật. Tất cả thiết bị điện tử trên đều là hàng đã qua sử dụng, được liệt vào danh mục cấm nhập vào Việt Nam. Trước đó, vào ngày 7 tháng 8, đội quản lý thị trường 2A thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu C74 đã đột kích một kho hàng chứa hàng trăm thiết bị điện tử cấm nhập nằm trong khuôn viên của một công ty ở Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời điểm kiểm tra, hai xe tải đã đậu trước cơ quan này đều chuẩn bị bốc hàng để vận chuyển đi tiêu thụ. Cơ quan chức năng đã niêm phong lô hàng trên và đưa về kho tang vật để xử lý. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và xử lý theo thẩm quyền. Thưa quý vị, với hành vi giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với đối tượng Hoàng Trọng Đại, sinh năm 1984, trú tại xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Thủ đoạn của đối tượng là giả danh công an, hứa xin vào công an nghĩa vụ cho con trai bà Nguyễn Thị Sưng, trú xã Lăng Can, huyện Lâm Bình và đã nhận số tiền 60 triệu đồng từ gia đình. Qua tìm hiểu, bà Sưng biết mình bị lừa nên đã làm đơn tố giác hành vi của Đại đến cơ quan công an. Ngày 6 tháng 8 năm 2017, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Hoàng Trọng Đại về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đại khai nhận do đã có lần tham dự kỳ thi tuyển vào ngành công an nên y đã nắm được một số yêu cầu về lý lịch, nơi nhận hồ sơ thi tuyển, vân vân. Đồng thời lợi dụng sự thật thà, cả tin của người dân vùng sâu vùng xa nên y đã nảy sinh ý đồ và thực hiện hành vi lừa đảo. Với hành vi tương tự, từ năm 2012 đến năm 2016, đối tượng đã chiếm đoạt trên 950 triệu đồng của nhiều bị hại trên địa bàn huyện Lâm Bình. Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa đưa một đối tượng có hành vi hiếp dâm một cháu bé 7 tuổi ra xét xử sơ thẩm. Theo cáo trạng, bị cáo Lưu Văn Bảy, sinh năm 1971, ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Bảy sống với bà Lý Mùi Máy ở thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Chiều ngày 5 tháng 6 năm 2016, Bảy rủ cháu Hắc là con riêng của bà Máy đi ra ngoài và nói dối với bà Máy là đi trả gạo cho một người thân gần đó. Trên đường đi, hắn chở cháu Hắc vào một lô cao su bên đường. Sau khi dẫn cháu bé vào sâu bên trong lô cao su, Bảy đã dụ dỗ cháu bé và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi về nhà, cháu Hắc đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe. Ngay lập tức, mẹ cháu bé đã đến cơ quan công an trình báo sự việc và tên Bảy đã bị bắt sau đó. Tại phiên tòa, Bảy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tình tiết và hành vi phạm tội,
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lương Văn Bảy 17 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng. Phần cuối chương trình sẽ là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, ngày khai giảng vào năm học mới 2017-2018 đang đến rất gần. Cũng vì thế mà việc mua sắm sách giáo khoa, dụng cụ học tập cũng như đồ dùng thiết yếu phục vụ cho năm học mới đang bước vào mùa cao điểm. Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại là hiện nay đã xuất hiện sách giáo khoa in lậu trên thị trường. Nếu không quan sát kỹ, khách hàng rất có thể mua nhầm sách giả. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc học tập của các em học sinh. Sau đây là ghi nhận của chương trình tại Đắk Lắk. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo khảo sát, sách vở in lậu chủ yếu là vở bài tập toán, tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5, sách bài tập các môn chính từ lớp 6 đến lớp 12, sách tin học, đặc biệt là sách tiếng Anh các khối tiểu học và trung học cơ sở. Các loại sách này thường được bán ở các đại lý nhỏ lẻ. Điều đáng lo ngại đó là sách in lậu có nhiều sai sót, hình ảnh không rõ ràng, màu sắc không đồng đều, dẫn đến sai lệch nội dung, kiến thức, ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học. Bên cạnh đó, chất lượng của sách in lậu rất kém, giấy mỏng, ghim đóng sách không đảm bảo, do đó độ bền không cao. Thì bên này thì chúng ta nhìn thấy rõ là bàn và ghế là rõ nét, và ở tại cái cuốn sách in lậu thì chúng ta không thể hình dung được đây là cái bàn hoặc là có bao nhiêu cái ghế tại cuốn sách lậu này. Như vậy, với nội dung như thế này thì chắc chắn là cái việc học tập của các em sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Trước những thông tin về sự xuất hiện của sách in lậu trên thị trường, nhiều bậc phụ huynh không khỏi băn khoăn lo lắng khi đưa con em mình đi mua sắm, bởi rất khó để phân biệt đâu là sách thật, đâu là sách giả nếu chỉ nhìn bên ngoài bìa. Thì tôi cũng nghe có một số thông tin là sách in lậu, nên là tôi cũng lo lắng lắm. Thì tôi sợ nhiều khi đang mua sách cho con, không có dám mua mấy cái đại lý lẻ tẻ ngoài, sợ không đảm bảo cái cho con nó học. Nên tôi thường lựa chọn vào các cái công ty lớn, uy tín. Theo đại diện của công ty cổ phần sách thiết bị trường học Đắk Lắk cho biết, cách nhận biết sách thật đó là màu sắc đẹp, rõ ràng, đặc biệt là có dán tem. Ở chữ in hình logo nhà xuất bản giáo dục, vòng tròn bên ngoài của tem có dòng chữ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được in rõ ràng. Các bậc phụ huynh nên chọn mua tại những công ty nhà sách uy tín để mua sắm, cũng giúp cho phụ huynh và học sinh tránh mua phải sách giả. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Lương tối thiểu vùng năm 2018 sẽ tăng 6,5%. Cảnh báo tình trạng gây biến động giá hồ tiêu.